các cậu ơi, tập 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 trung ở đây nghe thông báo ơi các cậu ơi. Tập trung ơi, tập trung ơi, tập trung ơi. Đây cậu ơi, đây cậu ơi. Tớ thông báo với cả các cậu tí nữa các cậu tự claim là đất, nhưng mà có hai cái lưu ý nhá. Thứ nhất là tớ sẽ làm một cái nhà ở đoạn cao cao này thì thôi coi như nhà tớ là nhà trưởng làng, nên các cậu cho tớ chỗ đẹp đẹp và tớ sẽ nhìn ra cái sân của cả làng nhà mình nhá. Ok cậu ơi. Thứ hai là các cậu nhớ là cái sân rộng này các cậu đừng xây nhà, chỉ xây xung quanh thôi nhá. Và các cậu nhớ còn chừa đường nữa nhá. Cái chỗ này là mình sẽ xây chỗ họp làng, nên là mọi người đừng xây gì ở cái sân rộng này nhá. Okay, được rồi. Các cậu đợi tí để mình làm lệnh xong đã, xong tí nữa các cậu sẽ chọn cho mình mỗi người một mảnh đất xung quanh này nhá. Ok cậu ơi. Thì nó sẽ là tầm 20 x 20 to quá. Bây giờ làm sao nhở? Một chiều là 20 mình nhân 20. Mình giới hạn là 20 nhân 20 được cái Huyền. Để xếp đi, ngồi xuống. Thế từ từ Huyền, làm sao xét được cho anh cái mảnh ở ngay trên này trước đã được không? Không tí nữa mọi người claim vào cái mảnh này mất. Tớ thông báo là bấm ship thì bấm cắp lớp không nói được nha. Cái mảnh nó đứng. Ừ để 16 x 16 thôi Huyền. Đói hàng chữ bơi này. Ví dụ Anh claim đi. Ờ nha, ta claim lại nha. Tắt này, bật lại này. Đây, từ điểm này đúng không? Không phải lên trên cao đấy. Đây, ok rồi Huy ơi. Ủa đi phải sao thấp thế? Chào nha. Ờ thì đó là anh ấn claim được ấy. Anh không nào nói gì. Abaddon ấy, là nó ấn claim. Nhưng mà anh hiểu rồi đấy. Nó chỉ là như thế thôi. Chào các cậu nhá. Cao thì anh sẽ cao thêm thôi. Tất cả mọi người cũng đều như thế đúng không? Vâng, ai cũng có thể làm cái này. Các cậu ơi, ngay từ lo các cậu. Các cậu ơi, các cậu đi claim đất đi các cậu. Claim được rồi đấy. Gạch claim đúng không ạ? Ừ, gạch claim, nhưng mà các cậu ra chỗ khác các cậu đừng claim vào đất nhà tôi nhá. Tôi đang xây nhà ở đây đấy. Diện tích đất nhà cậu là cái ngọn đồi này à? Ừ, tớ là mặt trước của cái đồi này. Tớ đang xây lại. Ok luôn cậu. Ok cậu nhá. Ơi sao cậu ơi? Cậu ở đây một mình à? Ừ, tớ ở một mình cậu ạ. Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Không sao đâu, tớ quen rồi. Cậu nghĩ sao về việc của hàng xóm? Không được đâu, cậu đi ở chỗ khác đi. Tớ sợ hàng xóm ngủ ngáy lắm. Ok, bye bye cậu. Ừ, bye bye cậu. Thằng nào xin xịn rồi đấy. À thằng nào kê giường đây nhở. Mình có nên lát đá hết không nhỉ? Nên lát gỗ nhỉ? Cái này xây bằng nhà gì thì nó đẹp phải không nhỉ? Nên lên trên mạng mẹ xem nhà người ta. Lên trên mạng xem nhà người ta làm như thế nào không nhỉ? Các cậu ơi! Các cậu nhớ tránh xa cái chỗ giữa để còn xây nhà văn hóa đấy nhá! Tớ bảo là các cậu nhớ tránh xa cái đoạn giữa để còn xây nhà văn hóa. Chữ gì cơ? Chữ ship à? À mà không, tôi nghĩ ra một cái phương án khác rồi. Tôi sẽ đào một cái cầu thang to to ở đây để tôi đi lên cho nó tiện. Ôi sao có đá có rêu nhỉ? Đá có rêu nó khác đéo gì đá thường không nhỉ? Mình xây cái này làm cái đéo gì nhỉ? Ừ, mình phải đập cái mỏm mới đi chứ.
trên đầu ấy rồi. Lại mưa. Sao? Đấy. Ok không, rồi đấy. Cắt tí rồi đấy. Chụp phải nhá, chụp phải tôi ấn rồi. Xong rồi tôi sẽ đi ra đây. Tôi sẽ để tạm đồ với cả giường ở trong này. Mai tôi chiều mai thằng Tùng Sói đi học về, tôi sẽ cho nó đào cái hang ở đây. À, tối mai tôi sẽ có hang, hi, đỡ phải đào. Ok anh. Thế là xong đúng không? Đúng rồi, kiểu... xong rồi. Đây giờ của tôi nó đang hiện là đây, tôi đang khu này đang là của tôi đây. Đây như kiểu là vẽ lớp okay. Lớp học clip đất. Mấy ông làm được chưa? Mắc cái mini là sao anh? Tôi phải làm cái mini là cho bé lại á. Ông thu cái chiều dài cao lại. Mọi người ơi, độ cao hơi chiều dài. Mọi người tránh cửa lem đoạn giữa nha, bởi vì lúc nãy bạn Độ bạn vào đấy. Vậy đây nhà của ông à? Tâm. Ai? Ừ, đây là nhà tôi đấy. Tôi đang xây rồi đấy. Các ông đã biết cờ lem đất chưa? Bạn Độ sao có đồ rác rồi đâu? À, nãy bạn nào vứt cho ấy, tôi đang định vứt đi đây. Bạn nào quá đáng thực sự luôn ấy. Cho tôi cũng được. Đây cho bạn này. Đấy. À, tôi cho bạn thêm một cái bàn chế tạo này. Cái này hiếm cực. Ui, tôi lần đầu. Ok, cảm ơn bạn nhé, bye bye. Ok bạn nhá. Nó là nút ấn á. À thế à. Fuck. Tôi tưởng là mẹ mà gỗ lót nhà, vách cả cứt thật. Ấn sẽ có tác dụng gì vậy? Miếng đạp mở cửa tự động à. Holy fuck. Cậu ơi, cái nền của tớ nó cứ bị nhiều màu ấy, bây giờ tớ phải làm như nào nhỉ? Cậu có muốn làm pháp sư không cậu? Pháp sư không cậu? Không, để tớ tự làm. Cậu làm pháp sư là tớ sẽ lười đấy. Được. Tớ đùa đấy. Chào các ông, tôi đi tìm một đất mới đây. Cậu ơi, cậu tính xây kho thóc à cậu? Không, tớ đang xây nhà. Căn nhà cực đẹp luôn, tớ tính cả rồi. Cú to. Ờ, đổ cái máy à. Nó đéo ra một cái hệ thống cấu rãnh gì nhỉ? Từ mình đi tham khảo nhà mọi người xem. Abaddon xong nó. Wow. Ui. Ảo thật đấy. Mẹ nhà đẹp thế nhở? Ừ, nhà này view cũng đẹp cơ. Ôi cậu ơi, học cái lan can này ở đâu đấy? Làm từ que với lại block thêm. Làm ở trong bàn có đúng không? Nó tên là gì? Cậu ném cho tớ một cái, tớ cầm tớ xem thử được không? Đây. Hàng rào gỗ bạch dương. Ủa, cậu kiếm gỗ bạch dương ở đâu vậy? Đây à, trên này là gỗ trắng này đây à? Cây trên núi đấy cậu ơi. Trắng à, ok, để tớ lên được chặt. Cậu ơi, cho mình đi cúp đi. Làm cái đồi toàn hoa là hoa, quá cả cứt thật. Cậu ơi, cậu xây chùa à? Cậu xây chùa à? Cậu không trả lời luôn ạ. Alo. Ôi, cậu xây chùa đấy à? Sao cậu xây mỗi hai cái cột đấy? Tớ cờ lên mãi không được cậu ạ. Ôi thế à, cậu vẫn chưa cờ lên được à? Vâng. Ơ gì á?
Cậu claim chỗ khác đi, chỗ này để làm sân chơi cho làng rồi. Ôi mà tính lại tính xây cái chùa ở đây cho cả làng các bạn ạ. Ôi chỗ này để mà đi chỗ khác. Ừ ừ ừ. Cậu lùi ra đằng sau một tí là được. Kìa mẹ cái cột nhà của mình thằng nào phá cũ đi luôn ạ. Hay thế nhỉ. Cậu ơi. Cậu ơi. Ơi cậu. Cái chỗ kia có sân chơi của làng. Tôi lỡ claim mất rồi thì bây giờ làm sao để hủy cậu nhỉ? Cậu Abaddon đi là được, cậu đi tìm cậu cậu cu to ấy, bảo cậu ấy cách hủy đi cho là được. Ok cậu. Nó đấy, tôi chỉ cho. Hôm nay tôi sẽ trồng hoa. Ê các bạn, chỉ tôi trồng hoa với, tôi muốn trồng hoa ở đây. Muốn trồng hoa như người ta ấy, thì làm như nào nhỉ? Đi hái về đặt xuống là được à? Ví dụ như đây là một bông hoa này. Oh. Okay. Làm nhiều tầng hoa ở đây. Nên lên trên đồi mình hái hoa của mọi người không nhỉ? Úi đây có bông hoa tím này. Ui đây nhiều hoa vãi. Không có cậu ơi, tôi chỉ có đất thôi. Các cậu ơi, hoa này của nhà nào đấy hay là hoa mọc dại đấy? Hoa dại cậu ơi. Hoa dại à? Thật tuyệt. Ơ cây hoa dại này to cực. Nhiều hoa thế. Một vườn hoa. Ui đằng sau này có hồ luôn. Ui có cậu là đang xây cả nhà bằng cát kìa. Đẹp vãi. Ơ sao mọi người đều xây cột? À mọi người xây cột là để mọi người chéo lên để claim đúng không nhỉ? À ừ hợp lý. Tôi mới nhận ra một điều nhá, là đéo phải là cứ cắm một đống hoa vào là nó sẽ đẹp đâu nhá. Điểm sao ấy nhở. Hay tại hoa của mình chọn xấu nhở. Không hiểu không đây này. Thế đéo nào ấy. Cay vãi. Hàng rào gỗ vân sam, âu dè, ván gỗ rừng, hết mẹ gỗ rồi. Gỗ vân sam đây. À, thế là dùng gỗ này cũng được đúng không? Gậy đây gỗ đây, ơ sao không được nhỉ? Trông nhà hẹp thế nhở. Oh yeah. À là thế. Nhưng mà hơi hẹp. Hay á, hay á. Hợp lý á. Thế phải ra thêm một ô nữa đi. Nhở.
đá. Phiến đá ơ, hay là dùng cái phiến đá cuội này nhỉ? Ui, hợp lý thế nhở? Ỏ. Tại sao ngày xưa mình đéo làm kiến trúc sư nhỉ? Mình lại đi làm streamer là thế đéo nào nhỉ? Hết mẹ rồi. Gỗ gỗ vân sam mày kiếm ở đâu ấy nhỉ? Uầy, hay là mình bỏ hết đoạn này đi, mình làm luôn cái sân ở đây nhỉ? Đẹp, phải đây, kiếm gỗ vân sam này. À, hay là mẹ gỗ bạch dương cho nó đẹp nhỉ? Ông vẫn cứ bị kiểu nổ mắt, nó bị lỗ chỗ vậy đài ấy. Sao lại như vậy nhỉ? Cay vậy. Ủa, đây chả gỗ ta. Đúng mẹ rồi. Ơ, lại gỗ khác ạ. Holy fuck. Nhưng mà tôi nghĩ là gỗ này cũng đẹp đấy. Ok la đấy. Kết cụ giờ xuống cái gì chứ? Gỗ đẹp nhưng mà hơi ít không ạ. Chắc người ta chặt cụ hết rồi. Rồi kiếm đâu thêm mẻ nữa nhở? Giữ ship là ngồi mà. Trời ơi, tôi bảo tôi giữ ship. Tôi xem. Nhưng mà mấy cái này hơi lệch màu nhưng mà đéo dùng thì nó lại hơi phí. Khó thế nhở? Người nông dân biết phải làm sao. Cái đéo nào nhở? Nhưng mà bị tiếc ý, hiểu không? Trong đây thì tí nữa cơn mưa đến nó thành màu xanh đi. Đá hoa cương. Ơ không được cậu ơi, tớ vừa hái trên rừng về đấy. Đây đây, tớ có hoa này này, cậu cầm hoa này này. Đâu? Đây, hoa khúc xương ấy bạn cậu. What the f... Này, cho tặng cậu này, tặng cậu này. Tớ cảm ơn cậu nha. Có tham lam quá không, nếu như mình làm cái hiên ra ngoài này mọi người có chửi mình không nhỉ? Mình nhấn nhá một tí bậc. Sự là nó đéo liên quan nhưng mà nó lại rất là đẹp. Cái trúc sư thế nhở? Hợp lý quá, trời ơi. Chết. Đoạn này thì làm cái gì? Làm mấy cái cột lên à? Ui, mẹ ông nhà ông kia làm cái cầu thang dài vãi cứt rồi.
Ở đây mình còn nhiều hoa vãi thề. Mình đi farm ít gỗ nhỉ, làm nốt cái hàng rào nhỉ. Rào ba màu đang đẹp. Ủa sao cái này nó không, cái này nó không mất đi à không? Cái cây này này. Ui, cậu làm quả cầu thang kỳ công nhờ. Đỉnh thực sự. Hay mình phải thật. Đéo phải tại vì tôi ngu đâu, nhưng mà mình có nên lên trên YouTube xem mẹ chúng có thiết kế nhà nhau để mình xây cho đỡ nhà quê không nhỉ? Tôi thấy kiểu mọi người xây nhà đẹp ở đài xong tí nữa tôi xây cái nhà trông mẹ rẻ rách vậy, cứ thì kiểu cứ thế đéo nào ấy. Không hợp lý đâu lắm. Ừ. Thế thì mình nên tham khảo một vòng nhỉ? Xong rồi mình làm theo. Vì dù sao mình cũng là bộ mặt của làng đúng không? Vị trí thì đã là đẹp nhất rồi. Từ tôi chặt nốt mấy cây lại nhá. Thực ra là tôi tự xây thì nó cũng sẽ đẹp hơn thật. Nhưng mà mình tham khảo thì nó đẹp hơn đúng không? Đẹp hẳn. Mình lại like thêm nhiều cái thiết kế khác vào. Trông nó mới chấm phá được. Ồ, xịn nhá. Sao xây được như này nhỉ? Xây như này tốn thời gian bao lâu? À, cậu Moi ơi. Ơi, sao đấy cậu? Hoa tớ xin xương chó với. Xương chó á? Xương sơ. Xương chó nãy có hai thanh hai ông gặm chạy đi mất rồi. Cậu nào cậu ơi gặm chạy đi rồi. Tí nữa mà có tớ để cho nhá. Ok cậu nhá. Nhà cậu ở đâu đấy? Tớ ở hướng trên này này, cái kia kìa. Ok rồi, tí nữa tớ thấy tớ sẽ lên nhà tớ đưa cho cậu nhá. Tôi xây nốt cái hàng rào nhá, sau anh em mình sẽ lên YouTube tìm một cái mẫu thiết kế nào thật là đẹp nhá. Quay bạn ơi, cậu ơi. Michael. À rồi, ok, cảm ơn nha, cảm ơn cậu. Viking Home. Viking Villa. Ôi, có ông xây mẹ cả một cái làng luôn ạ, bách cái cứt thật. Anh Moi ơi. Sao đấy cậu ơi? Anh Moi. Ơi sao đấy cậu? Nói cho cậu nghe này. Nói cho cậu nghe này. Ở phía sau ấy có cái gỗ mà nó đen đen ấy, nó phù hợp với lại cái phong cách trưởng làng của anh. Nên ra đây lấy anh ạ. Ok, cảm ơn cậu nha. Để tí nữa tôi quay lại tôi lấy nhá. Ui. Đây rồi. Đây rồi, ngầu đét luôn. Ừ, trông kho thóc nhỉ. Trông kiểu nó bị đơn giản quá ấy. Ủa cái này đẹp thế nhở? Survivor Farmhouse. Ủa hay làm quả villa nhỉ nhở? Villa này đẹp này. Ủa cái này đẹp thế nhở? Ai xây cái này ta? Ủa nhà anh đẹp thế. Ơi. Ôi cảm ơn cậu nhá. Tớ vừa người đầu tiên khen nhà tớ đẹp luôn á. Nhà cậu kiểu giống kho thóc ý. Đẹp okay, cậu, tớ đã làm xong đâu. Hay thế nhở? Thế thì mình phải làm một cái móng ở dưới này nữa. Ui. Mẹ nhà ông trên đồi sáng vậy đài á. Mẹ phải làm thêm mấy cái đuốc ở nhà mình sáng hơn nữa. Mẹ kén miếng khó chịu thế được.
đâu. Với cả là mình còn phải làm lại cái này nó đá nó đang cũng đều, từ cái nền này người ta làm. Uầy, người ta lấy cái cỏ này ở đâu ấy nhỉ các ông nhỉ? Cái nền cỏ này, cỏ đẹp thế. Thế mình chuyển xây móng rồi, xong tí mình xây cái đấy đè lên là được. Đây là tôi mới phát hiện ra kiểu chơi Minecraft nó nhẹ nhàng cực nhá. Kiểu nó cứ địt mẹ thằng nào trồng cỏ đây đấy. Thế rồi tớ phải đi ngủ thôi. Tớ ngủ quá. Tớ ngủ như nào nhỉ? Nó cứ chiêu chiêu ấy. Về góc độ người chơi là nói thật là nó cũng cuốn đấy. Mà về góc độ người xem thì cũng phải hỏi lại. Chỗ này, ui, chính ra chỗ này mà làm hết nền đất là đẹp phải đái luôn đấy không ạ? Phải đúng loại đá. Bị sai loại đá này. Trông hơi buồn cười. Đệm một viên rêu vào nữa trông nó đỡ hơn này. Đấy. Từ chỗ này nốt chỗ này sẽ vẫn là đá. Đá này. Đấy, từ đây vào là tất cả là làm bằng đất. Rồi ok. Sâu hẳn ở trong này. Ở giữa là mình sẽ làm một cái cầu thang lên à. Uầy, thế phải lên tầng thêm một lần nữa à? Cao thế nhỉ? Lại thập cẩm thì bạn nó đã vào form đéo đâu. Ủa, cậu cười gì đây? Đâu, nhà cậu đẹp lắm. Cảm ơn cậu nhá. Mình tặng cậu một ok. Nó đẹp giống như kho thóc với cậu. Cái đồ rất đẹp là gì? Rồi mình sẽ phá chỗ này đi này. Này mình có nên làm lò rèn luôn để rèn sắt để làm cái búa sắt gõ cho nhanh không ta? Ba cục sắt. Trong khi mình đang có sắt ở đây rồi, làm cái lò rèn ở đây luôn, nhưng mà lại đéo có than. Cay thế nhỉ. Cuốc đá. Cuốc chim đá. Hai gậy. Hết gậy rồi à? Lại hết gậy được nhỉ. Gậy. Nhưng đá, ôi lại còn hết đá chứ, thề cay thế. Ok, chào cậu nhá. À đây là đi ngủ à? À, wow, bây giờ mới biết luôn á. À, phải láng hòa lạc lại cái sân nữa đây này. Đi kiếm thêm gỗ này. Phá cái chỗ này này. Phá hết cả cái đoạn đằng sau này này. Chung là cũng vất vả đấy. Nhưng mà cố mà làm xong thì nó sẽ đẹp. À, có ông này ông xẻ cái núi ra vãi cả cứt ạ. Xẻ sâu vãi. Làm thôi không được gấp lười. Ngày mai còn có thùng sói giúp mình nữa cơ mà. Ui, có ông Phan MU xuống mẹ đây ở rồi này. Cậu ơi. Mình đây cậu ơi. Cậu ơi, cái hang này là có người ở à hay là hang tự nhiên đấy? Hình như là hang tự nhiên cậu ạ. Ui, tớ có thể vào để tớ kiếm một ít sắt không nhỉ? Ý, xét đánh cậu ơi. Đi vào đi cậu. Tối quá. Ô. Đây là có ông nào đang đào đây này. À, có người đang đào rồi cậu ạ. Để tớ xuống xem nào. Ui, dưới này có cả đá hoa cương cậu ạ.
nào đào sâu thế nhở? Cậu gõ 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 đoạn này đi để mình xuống thử với mà. Có ai ở dưới này không? Có ai ở đây không? Trời ơi. Có ai ở đây không? Đây này, có người đang đặt cái hộp ở đây này. Chắc đi sâu tít xuống dưới rồi. Ôi cậu ơi, dưới này có nước cậu ạ. Đây này, có người ở đây này. Ừ, thôi mình biết thế. Sâu quá. Uầy, không tưởng tượng nhá. Cả cái khu này, bây giờ tôi muốn làm được cái khu nhà này, tôi phải sạt hết ra đằng sau cho nó phẳng lì ạ. À. Nhưng mà đổi lại tôi sẽ có một cái view để tôi nhìn được hết toàn cảnh cả khu đằng sau, cả khu đằng trước. Đáng không nhỉ? Đáng đấy nhỉ? Đi cả quả núi luôn đấy chứ. Một cách nữa là mình có thể... một cơ số người đến họ giúp. Ủa sao có cả zombie đúng không? Tôi nhìn thấy đúng không nhỉ? Đấy zombie đúng không? Ơ sao mọi người lại có cả zombie đến đánh nhỉ? Em ơi, nếu có bún thịt nướng thì cho anh xin một suất nhiều bún nhé. Còn nếu không có thì cho anh một cơm ba tỏi trái chỉ với cả một nước dâu nhé. Để tôi lên trên xem cái núi này nó có to không? Nhưng mà to quá thì để tôi nhờ mấy anh em trong làng có giúp. Holy fuck, nó to vậy. Thôi được, sáng mai tôi sẽ đi một vòng, tôi nhờ mọi người về gỡ giúp tôi quả núi nhá. Tí nha, bây giờ mình xây xong thì nó sát vào nhau ấy, nó không hở nữa. Cậu ơi, cậu Khánh ơi, cậu Frecky ơi, tớ nhờ cậu một tí được không? Sáng ngày mai cậu qua nhà tớ giúp tớ dọn quả đỉnh núi tí được không? Một mình tớ không dọn được. Ok, cậu ơi. Ok, sáng mai nhá. Cậu ơi, các cậu ơi. Ui, sợ quá. Ui, có gì đấy? Ui, con rơi, con phantom các cậu ạ. À. Các cậu đánh nó đi, sợ quá. Sợ thật sự. Các cậu vào nhà trốn đi. Các cậu ơi, trước các cậu tớ bảo tí nữa trời sáng các cậu qua nhà tớ, các cậu đào hộ tớ một ít đá với, tại vì chỗ nó nhiều quá, tớ nhờ được khoảng 5-6 người rồi. Ok cậu nhá. Ok nhá, tí trời sáng các cậu nhá. Tớ trốn ở trong nhà là tớ sợ quá. Nhưng mà nhỡ đâu cậu lười thì sao? Không, tớ không lười. Chắc chưa? Cậu hứa đi. Tớ hứa. Cậu hứa cậu không lười đi. Tớ không lười, tớ hứa. Nhưng mà con trả công đấy. Cậu mà lười thì sao hả cậu? Ui, đá gì đây? Không, tớ không lười. Cậu có lười. Ơ cậu ơi, sao cục đá này tớ gõ không được nhỉ? Cái này là trong vùng clam của người khác rồi. Ủa, ai lại clam chỗ này vậy? Bạn Ruvin. À. Bạn Ruvin hình như là Ruvin bạn ấy đi rồi. Vợ tớ đâu rồi? Thôi. Vợ. Sao lại vợ chồng? Tớ đi ngủ nha, hi hi. Nhưng mà tớ thức nè. Ôi à. Đi về. Để rồi, tôi đi về đi. Quan tâm nhiều quá. Đi về xây nhà đây. Ủa ôi, ba con phát tâm. À mà sáng. Bye bye cậu nhá. Bye bye các cậu. Nhưng mà sáng là ở đây đào luôn không? Ừ đây các cậu đào giúp tớ với, đào đoạn đỉnh này thôi, tại vì tớ nhìn thấy đoạn đỉnh nó cao quá. Ok, đi. Cậu ơi, cậu có qua được tầng không? Sao không làm máy ngói đây ta? Này, mình lên lá lên được đấy. Lên lá luôn nhé. Ừ, lên lá thôi. Đá tí về xây luôn. Hợp lý nhờ. Lên đỉnh đào. Ô, bây giờ đổi sang cái gì để làm nhỉ?
quá, thế là mỗi người một tay thì nhanh. Người tốt nhờ dễ. Xong sáng mai dậy thấy mọi người đào xong rồi không nhỉ? Đào kim cương. Ờ nhờ đào kim cương thật. Cậu vừa bước ra một cái thịt bò lừa tôi. Ui, ra kim cương thật ạ. Các cậu. Ôi, cái đào ra kim cương đấy. Cái kim cương ở đâu nhỉ? Tôi không tin cậu nữa. Làm mẹ cái gì cứ cương bây giờ nhỉ? Can ơi, Can đâu rồi? Can ơi. Can. Can ơi. Can ơi. Ui. Các cậu ơi, ở trên đấy tớ vừa đào được kim cương ấy nhưng mà tớ không biết là tớ đào cục nào ra luôn ấy. Các cậu ạ. Thích nhỉ? Mình làm gì đã có kim cương? Đấy ạ. Ờ, tớ cũng chả hiểu sao lại ra kim cương nhỉ? Hay là nó ở đâu nhỉ? Nhưng mà mình đào nãy giờ không ra kim cương ấy. Ôi, đây cũng là nhà bay này. Ui, sao làm được nhà bay hay thế nhỉ? Anh em cầm cuốc đá, có kim cương đéo đâu. Ui, bên kia có quả nhà trắng đẹp vãi kìa. Giữa hồ luôn. Mẹ ạ, có nên ra dùng quyền admin để chiếm cái nhà đấy không nhỉ? Nhà đẹp vãi thế. Mình về thôi mụi ơi. Ừ, về thôi, nhiều đá cực. Bye, mau nhá. Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn mọi người. Ui, trông cái nhà này chiêu vãi ạ. Ui, nhà này trông cũng đẹp vãi đại đây. Ôi, tôi chơi trò này cuốn quá, tôi quên cả hút bót luôn ạ, thề. Nghiện đéo chịu được. Đấu má, ông này cầm quốc kim cương. Holy fuck, quốc kim cương, man. Cậu là có quốc kim cương rồi. Không thể có quốc kim cương đấy. Không thể tin được, cậu đã cầm quốc kim cương. Holy fuck. Cậu lấy kim cương ở đâu đấy, cậu chỉ tớ với. Cậu nào có cúc kim cương đấy cậu đâu? Đây này, cậu ở dưới này này, cậu ấy đã có cúc kim cương rồi. Oh my god. Holy fuck. Uầy. Chị cương. Hello, hello các cậu. Mình vừa đi mai này. Ủa, nhà cậu ở đâu đấy? Mình chưa lấy đất. Mình đang chờ cho mọi người xây xong hết rồi. Mình lấy một cọng đất khác. Các cậu cũng lấy đi, cậu lấy một mảnh đi không tí nữa. Mọi người lấy hết là cậu sẽ phải xây nhà xa lắm ấy. Để cậu mình cậu xem cậu mình đang kiểu. Ơi sao đấy cậu? Tớ có cái này vui cực, cậu đi theo tớ đi. Đâu? Nhưng mà tớ còn đang phải làm núi. Tớ đang phải phá núi cơ. Không, không, cậu cứ đi theo tớ đi. Có đồ ăn không? Tớ đói quá. Đây, tớ có, cậu đi lên đây đi. Đây, cậu thấy cái nhà này không? Không, không phải nhà tớ đâu nhá. Ừ. Nhưng mà tớ biết cách để vào. Đây.
Uầy. Xịn vậy. Cậu vào thử đi. Nhưng mà tớ ăn bít tết mất rồi. Cậu đâu ơi, cậu vào xong cậu không ra được đâu đấy. Ôi thế à, thế thôi, tớ không vào đâu. Ủa, không, nó là bất cả cậu. Không biết cái nào là cái chức năng của nhà, nhưng mà không có đường ra ấy. À, ui cái nhà này như kiểu bẫy ấy nhỉ, sợ quá sợ quá. Tớ đi về thôi. Ê tớ bảo này, các cậu hôm nào rảnh ấy. Các cậu phá nốt cái cây này đi, cái cây này nó đang bị bay lên trời này. Trời ơi. Hôm trước tớ phá rồi đấy nhưng mà nó không hết. Tớ không biết bay. Thôi, để ngày mai tớ phá cho. Tớ về tớ phá nốt cái núi nhà tớ đã. Tạm xây nhà khác thì nhà này đang đẹp, tự nhiên lại bảo xây nhà khác. Không biết ngồi từ 1 giờ, 12 giờ cho đến tận bây giờ là mấy tiếng? 3 tiếng thì xây được mẹ đến đây, không lại bảo tôi đi xây nhà khác. Đấy, tôi nghĩ là đến đây là đủ rồi. Đúng, xây dịch bên phải thế là được, thoải mái. Đến tầm này là mình đủ sâu rồi còn gì nữa, đúng không? Sâu như là làm được nhà rồi. 1, 2, 3, 4. Thêm một hàng 4 nữa đi. Ủa? Đá nó tôi đào đâu hết rồi nhỉ? Nhiều lắm rồi. Sao cái đống đất này nó vẫn là đất mà nó chưa ra một cái khác nhỉ? Ui ông này lại có cái đá đéo ấy, trông đẹp vậy. À tôi quên hỏi các dân chơi kìa. Cậu ơi. Cậu gì ơi? Cậu cho tớ hỏi, cậu có biết làm bụi cây không? Làm kéo để đi cắt làm bụi cây như nào cậu biết không? Ơi. Cậu lúc ấy hỏi gì nhỉ? Mình có việc gì? Cậu biết làm bụi cây không? Bụi cây á, cậu phải dùng kéo cậu cắt mấy cái cây. Thế bây giờ tớ muốn làm kéo thì tớ làm như nào? Cậu phải có hai cục sắt, cậu xếp chéo góc nhau. À, ok cậu. Cảm ơn cậu nhá. Ok cậu. Xếp chéo vào nhau. Đi cắt cỏ. Cỏ nhào nhỉ? Cứ đi đập cỏ à? Cỏ. Ồ. Được cỏ rồi sao nữa? Lá cây. À lá cây à chứ không phải bụi cỏ này. Là cỏ đúng không? Cỏ này trồng, cỏ này trồng đéo đẹp. Cây. Ê, thế nếu như tôi lấy lá cây tím là nó cũng ra bụi cây màu tím à? Cậu ơi, đi trả thù với tớ không? Tớ bị con kia giết. Cây này đi. Ủa, nhanh thế? Không phải, bụi cây như này cơ. Bụi cây như này mà. Thế này. Hay là dùng cái mod đồ họa khác nhỉ? À mod à?
Đúng ra là cái này nó sẽ lót ở dưới. Xong rồi ấy nó mới lên. Xong rồi hàng rào nó ở trên. Sai rồi. Sao thế nhở? Sao để có cái cỏ như nó được nhở? Ủa, cái cỏ này đẹp vãi luôn ấy. Xong rồi, ê, xong rồi cái đèn này làm như nào? Làm cái đèn như nó làm như nào? Đèn trông đẹp vãi. Đèn à? Đèn gì nhở? Đẹp thế. Ô đèn này đặt lên trên này. Holy fuck man. Ui. Đèn này làm kiểu gì đây? Ui, đèn này làm nhèo đấy. Thề đẹp vãi ạ. Hạt sắt với đuốc ấy. Hạt sắt với đuốc làm như nào nhỉ? Treo lên lại còn đẹp hơn nữa cơ. À. Ui, cái này đến lúc làm xong. Đây, nó làm một dãy ở ngoài cổng này trông đẹp vãi cứt ạ. Wow. Amazing. Cầu thang đá nó làm bằng vật liệu béo gì nhỉ? Đó phải là đá cát à? Cát là phải ra ngoài biển lấy cát à? Ừ, thì ra đào với cát về làm cầu thang. Cầu thang bây giờ làm cầu thang thẳng lên từ đây lên là đẹp này. Từ đây. Yeah. Từ đây thẳng lên. Tầng 1 để đồ, tầng 2 bắt đầu làm nhà. Mình sẽ làm nhà kiểu như này. Yeah, phải làm một đoạn lòi ra trước. Khung bằng gỗ. Khung bằng gỗ tối màu. Gỗ bên trong màu vàng. Là bây giờ phải đi kiếm ít cát. Thế bây giờ ví dụ nhá, chỉ là ví dụ thôi. Nhỡ mà tôi thấy nó đéo đẹp và tôi muốn nó để lại cái màu như trước, xong rồi một cơn mưa tới cỏ nó mọc lên màu xanh thì bây giờ tôi phải làm như nào? Ừ đúng rồi, trông như màu cứt ấy. Đập đi hết á. Ôi giời ơi, địt mẹ. Đùa nhau à? Fuck. Thế đấy, thả nó màu xanh nha, trông nó còn đỡ hơn ạ. Trời. May cái này đất đập đi nhanh. Cơn mưa đến ý. Cũng có vẻ hợp lý hơn này. Trông đéo khác thì cái ruộng cả. Chán đéo chịu được. Tầm này chắc là mấy ông fan đi ngủ hết rồi. Toàn mấy ông anti fan ngồi tư vấn. Ơ, sao thiếu đất thế nhỉ? Ai ở đâu nhỉ? Cương có tiếc không ta? Tiếc là tiếc thì đéo à. Cái sẹt cứ đi. Ui, gõ chả nhanh lắm mà, tốc độ khủng khiếp. Ý.
Bây giờ câu chuyện là hôm mưa gọi gió phát là hợp lý này. Xem cỏ nó mọc lên cái đẹp ngay. Ui, quả đá trắng cái đá đéo gì nhỉ? Ui, gõ thích vãi. Ui, cứng vãi thề. Gõ mai đều thấy hỏng luôn ạ. Bê. Úi xồi ôi. Cà rộ. Thằng nào nuôi bò dưới chân nhà mình ấy nhỉ? Mưa đi, mưa đi. Trời ơi, mưa đi. Ê, Quy Huy. Quy ơi, mưa đi. Quy Huy, mưa đi. Quy ơi. Ê, trời mưa, trời mưa, trời mưa. Ê. Đúng là cậu được ước thấy. Khi nào để cỏ nó mới mọc nhỉ công nhỉ? Phải gần block cỏ mới mọc á. Đây này. Men. Ra bây giờ mình cứ giải phóng mặt bằng xong rồi mình cái mặt bằng của mình lúc ấy có rồi thì mình thích xây kiểu đéo gì chả được, nhà đá, nhà farm, nhà survival cái thứ đéo gì chả được đúng không? Câu chuyện bây giờ vẫn phải là phải giải phóng mặt bằng đã. Ui, có bộ kim cương này thích vãi ạ. Thề vĩnh cửu thực sự. Tôi đào xong cái đống này quay lại thấy cỏ mọc là vừa đấy. Mình không nên nhìn vào cỏ, nhìn cỏ là cỏ sẽ bị ngại đấy. Cỏ không mọc đâu. Đủ má sao đéo mọc. Ơ kìa, sao con bò lại lên đây rồi. Ủa, mẹ bắt đầu thấy một cái gì đấy nó gọi là hơi bị đẹp rồi. Ôi, đang đói hay là đã lấy mẹ thịt bò luôn nhỉ? Mình có quà đáng không đấy là mai mình live stream bên YouTube xong rồi mình mò xong cái này cắm mặt trên Minecraft đến sáng luôn nhỉ? Ê, cảm giác làm nghề vô trách nhiệm mãi luôn. Nhưng mà game nghiện mà mình làm nhầm rồi. Có cách ấy. Để mai bảo thằng Huy đi áp cho mẹ đủ đồ, full đồ phát chán game bỏ luôn. Rồi, hợp lý đấy nhở. Ê, từ lúc có cái búa kim cương này cái chăm gõ đéo chịu được. Ủa, phạt, phạt bà đít, phạt hết mẹ đi để mình còn nhìn được đằng sau. Tự nhiên lại thoáng. Cậu ơi. Sao đấy cậu ơi? Các cậu có đồ ăn không? Tớ có.
Cậu ăn thịt bò không? Cậu có ăn thịt bò không? Đây cậu lên đây có con bò này, cậu giết nó lấy thịt đi xong mình ăn chung. Ok cậu. Cậu ơi. Ơi sao đấy cậu? Mình giết con bò được một miếng thịt à. Ok à. Thế thôi cậu đưa tớ đi, tại con bò này nhà tớ nuôi đấy. Kìa. Bây giờ có mỗi một miếng thì chẳng nhẽ cậu ăn mất thịt con bò tớ nuôi bao nhiêu năm mới công cốc cả à, đúng không? Ơ kìa. Thôi cậu giả tớ miếng thịt đi. Bạn có đói không? Đói chứ, đói lắm rồi đây này. Ôi trời, tôi đói hơn cậu rồi. Đây, tớ cho cậu một miếng thịt nhá. Uầy. Ở đâu rồi? Ôi cậu cầm miếng thịt bò đấy về cậu nướng lên ăn đi. Ok cậu, ui con chim gì cậu? Đâu, chim gì? Cẩn cẩn thận nha cậu. Tớ không sợ đâu, tớ vào trong nhà đây. Ok cậu. Chúng ta đầy đủ, đầy đủ. Tại vì các bạn, để chúng ta để cái lành đất thôi. Tớ có nhưng mà tớ muốn xây cái biệt thự này. Thì bảo kia vẫn xẻ núi để xây biệt thự ạ. Buồn cười vãi lìn. Cậu, cậu xây ở đây thì sẽ thiếu tài nguyên lắm. Thì tớ xây ở đây rồi còn sau này. Không tí nhờ. Xin lỗi mình thích mà. Au. Cậu ơi cho tớ hỏi. Tại sao cỏ nhà tớ mãi không mọc cái nhờ cả các cậu nhờ? Cậu biết tại sao không? Từ từ tại... nó mới lan ra. Tại vì cậu phải có một cục đất mà có cỏ sẵn nó mới lan từ từ ra. Không, trên đó toàn là đất không ấy không à, không có cỏ. Không, có cỏ. Không có, à. Có cỏ, có cỏ. Đây cậu, các cậu lên đây nhìn này, tớ chỉ cho. Đây này, cỏ lên này. Đúng không? À, vậy thì cậu đợi một tí. Cậu phải đợi. Nó lan ra là... À, ok cậu nha. Ui con gì đấy? Ow. Con này nó cắn tớ từ chiều đến giờ ấy. Các cậu ơi. Các cậu. Tớ có một cái kéo. Tớ làm mất 2 sắt giờ tớ chỉ muốn bán lại 2 sắt thôi. Các cậu có muốn mua không? Tớ mới chết rồi. Sắt tớ ở nhà xa đây lắm. Cậu có đi theo được không? Bây giờ bán lại 1 sắt. Bây giờ bạn chế thôi. Bạn ok được, được cậu ơi, cậu có cục sắt không? Thế giờ cậu ẩn claim ở đây đi, cậu đi di cư sang nhà tao. Ok cảm ơn cậu nha, cảm ơn cậu nhiều. Cậu sẹt Abaddon. Abaddon. Nghe bảo cậu đang muốn có cỏ đúng không? Ừ, tớ đang muốn có cỏ. À nhưng mà tớ có rồi, tớ cắt xong rồi đây này, tớ có một đống cỏ đây rồi này. À ý cậu là cỏ dưới nền này á? À không, tớ đang tưởng là cậu cần cho cỏ nó mọc. À không cần đâu cậu ơi, tí nữa là nó mọc ấy mà, đây nó mọc dần rồi đây này. Không, nếu như mà cậu muốn nhanh thì cậu hãy làm bộ xương nhá. Làm như nào hả cậu? Lấy cái này về làm như nào hả cậu? Thôi cậu lấy cái đấy ấn chuột phải vào cái đất này, đất xanh này. Còn claim chưa? Vẫn còn claim mà. Mình phải chờ nó lan ra. À, sao nó sẽ lan ra hả cậu? On là nó sẽ wow, unclaim. Wow, cảm ơn cậu nhá. Ok cậu nhá. Đình. 10 điểm. Khớ khớ rồi đấy. Mẹ à, cái thằng này nó xây cái nhà bay lên trời trông ngứa mắt thế nhở? Ngủ à? À, mấy ông này xây biệt thự à? Đá đâu nó lấy đá đẹp thế nhở? Ông này vẫn ngồi xây ạ, thế vẫn chưa đi ngủ. Ừ, nhưng nhà ông này trông cũng được nhở? Để sao một người xây nhà cảm giác kiểu nó bị đẹp. Mẹ, cái nhà mình trông cứ thích theo nào nhở? Kính nhở? Kính làm từ cái gì ta? Ừ, làm cái nhà bằng kính chứ nhỉ. Nhưng mà mình vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng à. Ừ, mình làm xong cái mặt bằng nữa. Xong mình đã làm gì thì làm. Đỗ ơi, cố lên Đỗ ơi. Cát à, ừ đúng. Mình chưa xây, đúng. Chưa xây, mình xây xong đã.
mình chỉ nhờ người làm xong mình trả công bằng kim cương nhỉ. Ừ ha. Nhưng mà mình làm đéo còn kim cương đâu. Kim cương để đi giả công người ta nhỉ? Để nghe hợp lý vậy, cứt luôn ý. Bây giờ có phương án là tôi phạt hết cả cái đoạn núi này đi, thì được một đoạn mặt bằng rộng vãi cái cứt ở trên này. Xong tôi sẽ xây một cái nhà thật là đẹp, thật là to. Hoặc là có một cái phương án nữa là tôi sẽ phạt hết cả cái núi này đi để tôi có một mặt bằng thật là rộng. Xong tôi sẽ xây một cái nhà thật là rộng, thật là to. Thì tôi sẽ có quả view kiểu mẹ, nhìn đủ mẹ các loại hướng luôn ạ. Nhìn hết cả làng. Ui bên kia có cái nhà đéo nữa. Trông đáng yêu vậy. Phương án 2 à? Ừ. Đúng 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 đúng. Tôi cũng thiên về phương án 2. Tôi nghĩ phương án 2 hợp lý hơn ấy. Nhưng mà bây giờ phải nhờ mọi người qua giúp. Sắt đéo đâu, đây là cục đồng. Đồng thô, cái này là để luyện đồng rồi. Luyện đồng đây. Đấy, sẽ ra được mấy cục đồng. Có khi là mình, ngày mai là mình bắt đầu đi kiếm sắt được rồi đấy. Gì? Ê, cỏ bắt đầu mọc rồi này. Cái này có trồng cây không nhỉ? Có chứ đúng không? Từ từ, từ bây giờ cho đến ngày mai thì kiểu gì mình... Phá đoạn này cho cỏ mọc. Đồng phế lắm à. Đéo gì đây? Đéo gì đây? Có cậu nào muốn có kim cương không? Có cậu ơi. Tớ đang cần thuê người dọn giúp tớ quả núi này. Xong đổi lại tớ sẽ giả kim cương nè. Đấy cậu ơi, tớ cậu ơi. Tớ có 2 kim cương. Cậu ơi, cậu ở đâu vậy? Đây tớ đang ở trên này. Tớ đang ở trên trên. Cậu có muốn làm một điếu không? Điếu gì ạ cơ cậu? Điếu gì đây? Nhưng mà cái này sẽ phải trả bằng trái tim của cậu đấy. Cá nóc á? Ủa? Cá nóc này ăn được không cậu? Ăn được nhưng mà phải trả bằng trái tim của cậu á. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ, tớ mất trái tim cậu ơi. Cậu cứu tớ với. Ui cậu ơi. Cậu ơi, tớ chết mẹ mất cậu ơi. Không chết được đâu cậu ơi. Ôi trời ơi. Đây là lưng lắm cậu ạ. Cậu ơi, cậu có gì ăn đâu, không tớ chết mất cậu ơi. Cái gì đấy cậu, xô sữa à? Ôi trời ơi. Cậu ơi, còn gì ăn đâu, tớ chết mất cậu ơi. Cứu tớ với cậu. Cậu có làm một điều nào không cậu? Không. Tớ chừa rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà dọn núi nào đấy cậu? Đây, ngọn núi đằng sau lưng cậu ấy, đấy. À, là từ đâu tới đâu cậu? Có tuyển người làm nữa không cậu ơi? Có cậu ơi. Cậu trả công cho tớ bằng sắt được không cậu?
Bằng sắt á, cậu muốn bao nhiêu sắt? 10 sắt. 10 sắt dọn cái quả núi này á? Đúng rồi. Mình có thể có một cái giá nào khác được không nhỉ? 10 sắt thực sự là hơi đắt đấy cậu. 5 sắt được không? 5 sắt à? Từ câu rồi cho tôi hỏi cái. Cậu ơi, tôi đi đào sắt, 5 sắt có khó kiếm không? 5 sắt lấy 1 kim cương không cậu? Cái gì cơ cậu? Cậu bảo gì cơ? Đổi 5 sắt lấy 1 kim cương không cậu? Không được, kim cương tới còn 2 cục thôi, không thể đổi với người khác được. Cậu ơi, cậu có trả tôi bằng cái xô không cậu? Đây tớ có một cái xô với cả một cục kim cương. Nhưng mà thực ra là không phải là các cậu làm mà tớ sẽ làm cùng các cậu giúp tớ thôi. Xong rồi khi nào các cậu cần thì tớ sẽ sang giúp các cậu. Chứ thực sự là tớ chỉ còn mỗi 2 cục kim cương à. Thì các cậu giúp tớ một tí, mỗi người một tay được không? Ô cậu ơi, mình có thể đào núi, từ trên xuống được không? Nguyên quả núi này đúng không cậu? Ừ, nguyên quả núi này luôn ý. Đào phát bay cả đây luôn. Ra sát phẳng luôn á. Ừ, nhưng mình phải san từ trên xuống cậu ạ. Đi đi, mỗi cậu giúp tớ một tay với. Mình bổ một tí thôi. Ok, cậu luôn. Các cậu ơi, mình có thể đập từ bên trên này được không? Không tí nữa chúng nó sẽ bị bay lên trời đấy. Đập đá đi. Mày ơi, có người giúp. Cậu ơi, tớ nhận ông đập đá thôi. Ủa, các cậu có biết không, cái núi này có kim cương ấy, tớ lấy được 4 kim cương từ cái núi này rồi. Cậu ơi, tớ nhận đập đá thuê này. Chắc là cậu đào hết rồi. Không, tớ chưa đào hết đâu. Nhưng mà có kim cương ấy cậu ạ. À. Cậu ơi, cho tớ một cái cuốc, tớ đào cho nhanh được không? Phải đập tay nè. Cuốc à? Cuốc cậu lấy đá đi, cậu xuống bàn chế tạo của tớ, cậu chế cái cuốc là được mà. Ơ, thế công của tớ là gì cậu? Công của cậu chính là cái cuốc đấy đấy. Ơ kìa, trong kia còn có đá rồi. Tí nữa tớ sẽ ghi hết lại tên mọi người xong rồi tớ sẽ đi vào rừng, tớ đi đào sắt. Tớ giả mọi người nhá. Cậu ơi, đây là nhà hay là nhà cái hang ấy cậu? Đâu, đây là nhà nhưng mà tớ đang muốn bay cái núi lên đi thì tớ mới làm nhà được. Bạn chế tạo ở đâu vậy? Cậu ơi, đồ rốt kia đồ rốt kia đồ rốt ai đổi show không ê, ai đổi show không, tớ có show này. Bạn ơi, bạn đặt cái bàn chế tạo ra đây đi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ăn ơi. Đây ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây. Ui, sao mà hỏng mẹ cái búa kim cương rồi. Cậu làm cho tớ cái cuốc được không cậu? Anh cậu có muốn ăn thịt không? Có, tớ muốn cốc ở nước. Tớ ở trên này. Nghe giọng cậu né đâu đấy vậy? Đâu? Đâu cậu nào nói vậy? Nghe giọng cậu né đâu đấy, cậu né lấy vào. Ôi, cậu ơi, tôi nói thật với cậu, cậu vẫn mai về gần sẽ đánh bạc không cậu ạ? Nhưng mà cậu cho tôi thịt đi. Đấy, cậu. Ôi, tính ra cậu tôi đi mai xong rồi, ăn sắp hết thịt rồi đấy. Nhưng mà cậu đi mai được bao nhiêu kim cương rồi? Tớ được 1 viên rồi. Tớ đi mai cả tiếng hồ không ra viên nào cậu ạ. Để đem hết cất cậu ạ. Không, tớ đi mai mãi. Tớ được viên phát, tớ đi về luôn. Ô các cậu ơi, đi mai ở đâu đấy, chỉ cho tớ với. Ôi, cậu cứ đào xuống đất. Tớ vừa đào một thằng xuống đất cậu. Vừa đào hàng xuống đất đấy cậu ạ. Nhưng mà thế giới này để nó lạ lắm cậu ạ. Cứ đào thật sâu là được đúng không? Lạ lắm. Thế giới này bị chỉnh tỷ lệ. Hình như là đào xuống tầng 11 này. Có ai nghỉ việc ở đây tớ tặng cho một cái show. Ai lấy cúc đi đâu? Tớ đang cần show cậu ơi.
Ai lấy cốt không nhỉ? Tên gì đấy? Đó tự lại đây. Có ai nghỉ việc ở đây tớ tặng cho một cái số. Đó, tớ cần câu ấy. Các cậu trên đây ai hỏng cốt chưa nhỉ? Đây, ai lấy cốt qua đây nhá. Mới chế hiểm của mình. Này chính ra server như này mà có kim cương thì mẹ làm được khối việc ấy nhở. Đi thuê mọi người làm việc này việc nọ. Ai cũng thấy tìm kim cương nhở. Có cậu ơi, tớ có hẳn cả kim cương để làm mọi người luôn. Cậu là bên cạnh xây dựng cửa đá, sao cậu không thuê người ta qua cốt đi? Mai mình đi mai. Các cậu ơi, cốt đá thì tầm này mình dùng kim cương đi. Này, cho các cậu này. Các cậu ơi, đào được đá xong các cậu lấp lại tiếp. Cần làm cái vùng đất kiểu lúc đi bạn. Câu trẻ theo kiểu hình hộp ấy. Cái hình hộp à? Tớ định theo kiểu hình vuông ấy, kiểu không gian 3D ấy. Tớ định kẻ là cao tầm 10 với lại là dài rộng là 20 ấy. Thì tớ không được rồi, không được đâu. Nó chỉ cho khoảng 10 nhân 10 nhân mấy cậu? Từ từ đến mình coi nào. Có khi 10 nhân 20 chắc được đấy. Được. 10 nhân 20 là 10 cao đúng không? 10 cao mà nhân 20. 20 rộng dài là rồi. Xong thì đào được tầm khoảng 30 sơn tách đá. Ôi, hello. Hello. Thằng kìa, sao lại là con trai? Thôi tớ đi. Ok kìa. Tớ quên chưa đổi avatar. Cậu Haruna ơi. Ôi, 4 giờ rồi á. À, đây dính đất người khác. Ôi, rồi. Cậu ơi, chỗ đây không đào được nữa cậu ạ. Chỗ đây dính đất người khác rồi cậu ạ. Thôi không cần kệ nó, không sao đâu. Ngày mai tớ sẽ dùng tiền của tớ để tớ mua lại luôn mảnh đất bên đấy. Wow. Cậu giàu thế chắc cậu có tiền trả lương bọn tớ đúng không? Ừ, ngày mai tớ sẽ đi kiếm. Đánh đâu nhỉ? Các cậu ơi, mình làm nốt một tầng này nữa thôi, xong rồi mình cùng nhau đi ngủ đi, muộn lắm rồi các cậu ạ. Ok rồi cậu ơi. Mắt của tớ hình vuông ấy cậu ơi. Mắt tớ cũng thành hình vuông rồi. Mắt tớ cũng hơi vuông vuông ấy. Ăn sâu thì tiếp rồi. Thôi để ngày mai tớ làm nốt cho. Các cậu làm giúp tớ đến đây là vui lắm rồi. Làm một tầng nữa thôi nhá các cậu nhá. Một hàng nữa thôi. Thôi mai cũng ở đây thôi. Thằng nào mai chẳng ra đây. Thôi để mai bọn tớ làm nốt luôn cho. Thôi. Cậu làm thế ngại thế. Có con chim ấy, nó vừa mới mổ vào đầu tớ xong. Cái con hoa tôm ấy. Ao, đấy, nó lại mổ đấy.
Để tớ xem nào. Uầy, tớ nghĩ là được rồi đấy các cậu ạ. Để ngày mai tớ làm nốt đi. Mình làm đúng một hàng nữa thôi nhá, xong ngày mai tớ làm nốt nhá. Chim cay quá. Ai có thể cục cá mình đang săn bắn chứ chứ chim dạng gì ạ? Không có cậu nào lấy đá về không? Trời ơi. Mình đá nhiều đá lắm. Tớ cũng nhiều đá lắm rồi. Nhiều lắm rồi, tớ nhiều lắm rồi cậu ơi. Cậu ơi, con này nó cứ đánh mình ấy. Mẹ. Chết rồi này. Chết rồi này. Có hai con nữa đến rồi các cậu ơi. Sao cảm giác nó về cả nó kêu đồ bọn nó ra hay sao ấy? Khả năng là mình làm một đội nhỉ. Ủa sao một kêu cả đàn của nó ra hay sao ta? Phải đâu, cái này là thứ ba đêm kiểu là nó hiện là ở ôi. Cậu ơi, có ai, có tí không, cậu moi ơi. Tớ còn 3 miếng rồi cậu ơi. Đây cậu ơi, đây cậu ơi, thịt này, thịt này, thịt này. Ui, cậu ăn no vào rồi thì giúp tớ thêm một hàng nữa, xong rồi chúng mình cùng nhau đi ngủ nhá. Thế giới này nó hơi lạ. Thế map này hơi lạ quá. Kim cương nó hơi hơi vĩ đó. Không phải đâu cậu ạ. Cái này là cả hai ông này không tìm thấy miếng nào. Kiểu tớ ngồi tớ đào đến đường biển rồi cơ. Tớ cũng thế, tớ đào đầy cái rương đá rồi nhưng mà vẫn chưa có cục kim cương nào bạn ạ. Cậu ạ. Ờ, tớ kể các cậu không tin, nãy tớ đào đất ra được cục kim cương mà. Ê cậu ơi, hay đi đào đất đi cậu. Trời ơi, đi nói các cậu không tin, ra thật mà. Đi đào đất đấy. Mọi người bây giờ thay đào đá, anh em đi đào đất. Tớ đào cái đoạn đất ở ngay đoạn cầu ấy. Đào đất hợp lý ấy. Ờ các cậu ơi, tụi mình cùng đi đào đất nào. Phải lâu cách không? Hả, xẹt chốt lâu cách không biết đi nữa. Ơ kìa. Mất tiêu. Các cậu ơi, nốt hàng này thôi nhá, xong rồi mình cùng nhau nghỉ nhá. Các cậu đừng đào sâu xuống nữa, đào sâu nữa mình sẽ bị mất phương hướng, mình sẽ không biết hàng nào với hàng nào đâu. Các cậu đấy. Ôi nhiều cúp nhỉ, thôi thì mình làm thêm một hàng nữa các cậu ạ. Cũng một hàng nữa thôi nhá, xong mình cùng nhau đi ngủ nào. Tớ thấy mình đập cả nóc nhà của cậu rồi. Không phải giờ bao nhiêu cúp anh ạ. Ui trời ơi. Ông là chết nhiều đấy. Ơ à, tưởng mọi người thiếu. Bao giờ dùng hết số cúp bây giờ chúng ta nhỉ. Ê cậu né, tớ làm hơi nhiều cậu né ạ. Ơ tớ nhận được đồng này. Thế giúp cùng nhà văn hóa là ngày mai mình xây à? Ơ sao không ai lấy cúp thế? Này, tớ bảo này. Tại vì tớ thấy cái chỗ này nó nhìn được hết cả làng mình luôn ấy, hay là mình lấy cái mặt tiền trên này để làm nhà văn hóa luôn nhỉ? Ừ, đằng nào mất công cùng nhau sàn cái quả núi này rồi, xong rồi ngày mai tớ sẽ tìm một chỗ khác để tớ làm nhà lại sau vậy. Không, bây giờ mình để nhà văn hóa ở trên này đi, xong nhà đổ ở dưới. Để nhà văn hóa trên này thôi, để nhà cậu ở dưới là...
Thế thì ngày mai mình cậu ơi có cuốc không? Ai ai có cuốc không? Mai mình bắt tay vào xây nhà văn hóa thì... Nhưng mà mình mai phải cần phải có người tầng này đã. Phải có người thiết kế cơ. Không sao, tôi làng mình nhiều người tài giỏi mà. Cậu đã đi kiểu khám phá xung quanh làng chưa? Nhiều nhà, ngôi nhà đẹp lắm. Tự nhiên tớ thấy lo quá, ngày mai tớ không biết tớ làm nhà ở đâu luôn á. Cậu ơi, trên kia cũng đẹp kìa, cái quả đồi trước mặt kia kìa. Ôi trời. Cậu cần bây giờ săn phẳng phát quả đồi đấy cho đến 5 giờ sáng luôn không? Thôi, ngày mai mình san cái con đồi nhỏ nhỏ cái thôi là đất phẳng rồi. Đất phẳng rồi. Đây các cậu nhìn hướng của tớ này. Đây đoạn này đồi ở trước mặt tớ. Đây cái đồi to to cái kìa. Đồi tuyết kìa, thôi không cần đâu, tớ bảo. Lúc ấy tớ cái chỗ mà tớ đào đất ra kim cương ấy, chỗ đây có một cái suối đẹp lắm, tớ sẽ chuyển ra đây tớ ở. Cách đây một tí thôi. Còn cái chỗ này mình sẽ lấy làm nhà văn hóa nhá. Ok Ừ, mắt tớ thành hình vuông rồi ấy. Nhưng mà còn từ này. Ôi, được rồi đấy. Thôi thôi, ok đấy, trông vẻ ok đấy. Ok rồi. Ở thế này hợp lý rồi này, mình sẽ làm một cái bậc thang lên nhà văn hóa ở chỗ này này. Đúng. Đấy, cái này có cái view nó đẹp. Nhưng mà còn nhiều cúc quá mọi người. Alo. Thôi, mai tập tiếp cậu. Hay chuyển sang đồi kia sát phẳng nốt đi cậu. Ok đi cậu. Ôi cậu cứ dụ nhở. Thôi đừng san cái đồi kia đang đẹp mà. Đấy chúng ta nhau san cái đồi kia, nhau sát phẳng cái đồi kia. Nào, xếp ba lô vào đi, ai đó xếp cúp vào đi nào. Ui, bạn ơi, bạn, các bạn nhìn nhà của ai đang kia kìa, đẹp có cầu kìa. Cô đồ ơi. Ui, thấy chưa? Ui, đỉnh nhở. Ui, con nhìn thấy không? Nhà đấy vẫn đang xây đấy. Đẹp nhở. Với tôi qua giúp bạn mấy viên đá nền đấy. Các cậu có biết là nuôi tớ sang đây tớ đào trộm cát xong bạn ấy bảo là bạn đang làm hồ bơi ở đấy, thế là bạn ấy suy. Không phải là qua cho một mồi rửa đi, qua qua đấy cho một mồi rửa đi. Đây kìa, đào một gỗ này thôi luôn kiểu. Nhà trước mặt mình cũng đẹp này. Thôi tớ đi ngủ trước đây, chào các cậu nhá, bye bye. Ê từ từ cô đôi. Ôi. Bye bye cậu. Mình bây giờ mình sẽ kiểu mình đảm nhận cái thiết kế cái nhà văn hóa cũng à. Ừ thì nếu như mà cậu nhận được thì cậu nhận luôn. Thế bây giờ mình sẽ quay video mình xây nhà văn hóa sau mình gửi cho cậu nhá. Ừ ok cậu. Ok cậu. Ok cậu ơi. Thì mình vào làm. Xong rồi cậu moi okay, cậu. Sẽ gửi lên. Ok nha, xong tới gửi Discord cho các cậu nha. Ê tới đi ngủ trước đây. Bye bye các cậu. Bye bye cậu nha. Tớ bắt ngủ rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người, em đi ngủ đây. Bye bye mọi người nha. Cuốn quá. Không sức nổi.